come on, come on, send the radio on this Friday night, and I won't be long, got it in my hair, put the makeup on, it's Friday night, and I won't be long, till I hit the dance floor, hit the dance floor, I got all I need, no, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you. Xin chào các bạn. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là những mẫu kính mới về nhất bên nhà mình này. Những mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài, phục vụ cho tất cả những bạn nào chơi bộ môn bài lá. Và các bạn có thể nhìn thấy những mẫu kính mới nhất hiện nay trên thị trường thì nhà mình đều cập nhật hết đầy đủ hết các bạn nhá. Đó, đầy đủ nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp các bạn có thể nhìn thấy đây. Đầy đủ này, những mẫu kính Mỹ này, mẫu kính của Hàn hay của Nhật hay là bài lá mình đều phục vụ hết nha các bạn nhá. Và ngoài ra thì cũng có những cái mẫu ví đổi bài khác nhau này các bạn này. Đó, và những bạn nào, nhiều bạn hỏi mình, một số những bạn hỏi mình những câu hỏi là những mẫu kính này thì bảo hành hay không, hay là đeo vào nó có bị cộm mắt hay không, có nét hay không, hoặc là những mẫu kính này thì nó có ăn theo màu mắt hay không, thì mình giải thích luôn cho các bạn nhé, trả lời cho các bạn từng câu hỏi. Thứ nhất là mẫu kính nhà mình là mẫu kính nhập khẩu hàng nội địa, cho nên nhà mình đều có phiếu bảo hành cho các bạn, một đổi một trong một năm, bất kỳ lỗi gì nhà mình đều bảo hành cho các bạn hết. Và thứ hai là những mẫu kính nhà mình thì đây, như mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn một mẫu kính Mỹ này chẳng hạn nha các bạn nhá. Đây là một hộp mẫu kính Mỹ, hộp gỗ này, rất là xịn này, các bạn nhìn thấy nhá. Trên tay mình đang cầm đây là một mẫu kính Mỹ này. Mình mở ra cho các bạn xem nhá. Đây. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái lọ mắt nen nhá. Đây, nhiều bạn rất là thắc mắc vào ngày hôm nay mình trả lời luôn cái thắc mắc đó cho các bạn này. Đây, đây là một cái lọ mắt nen này. Các bạn hỏi nó thiết kế như thế nào này. Các bạn chưa tự tin để mua được cái sản phẩm này thì mình giới thiệu luôn cho các bạn xem này. Cái mắt len này, mắt len lụa các bạn nhá. Đeo vào mắt nó cực êm và cực đét luôn, không có chuyện là nó bị cộm mắt hoặc là không nhìn thấy gì đâu ạ. Và ngoài ra thì những cái mắt len này ấy, nó tuy là màu tím này nhưng mà nó lên mắt ấy, thì nó ăn theo đúng màu mắt của các bạn luôn. Nó không hề bị lộ, không hề bị phát hiện được rằng là các bạn đang đeo mắt len. Đó, rất là dễ. Và cái mắt len này nó cũng rất là dễ đeo bởi vì nó rất là mềm. Đó, rất là dễ đeo, các bạn yên tâm nhé các bạn nhé. Ngoài ra này các bạn sẽ được đi kèm những phụ kiện như là hộp để đựng hộp nước đựng mắt len này, ngâm mắt len vào đây các bạn đựng, các bạn dùng một lần sau các bạn cất đi và lần sau các bạn vẫn sử dụng được tiếp. Đó, các bạn muốn sử dụng tiếp, các bạn ví dụ lần sau các bạn chỉ việc mua một bộ bài thôi thì các bạn vẫn có thể sử dụng được cái mắt len này tiếp tục này. Ngoài ra thì còn có những cái cần để chúng ta gắp mắt len này, đây này, và những cái hộp, cái lọ này để ngâm mắt len này. Đó. Đấy, mình đã trả lời một vài những thắc mắc cho các bạn. Và thêm một thắc mắc nữa của các bạn hỏi mình rằng là bài các bạn bài nào cũng được hay là bài đi kèm, thì mình trả lời luôn cho các bạn nhé. Đó là bài là các bạn phải đi kèm bài kính thì các bạn mới chơi được. Tuy nhiên thì bài các bạn muốn làm theo bất kỳ mẫu nào, đây ví dụ một vài mẫu trên tay mình đang cầm đây này, mẫu bài kim cương đỏ hoặc bài xanh 2K này. Đó, các bạn tùy các bạn, không phải là phụ thuộc vào loại bài nào cả. Các bạn muốn làm loại bài nào các bạn gửi hình cho shop này, shop sẽ làm đúng như các bạn, một bộ bài nguyên đai nguyên kiện như ngoài tạp hóa thông thường về các bạn chơi và các bạn sử dụng nó thông thường thôi. Đó, đi chơi các bạn lùa một bộ bài vào và các bạn mang theo cái kính len này là các bạn đã có thể mang tiền về nhà rồi, rất là dễ chơi, rất là dễ sử dụng. Và ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái mẫu ví đổi bài cũng như là áo đổi bài khác phục vụ cho các bạn chơi những cái bộ môn là xâm liêng phỏm hoặc là bài lá. Đó, các bạn muốn sử dụng các mục đích khác nhau đó thì các bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm như là ví đổi bài đây, trên bàn đây. Đó, ví đổi bài, ngoài ra còn có áo đổi bài nữa, rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Và các bạn có nhu cầu về các sản phẩm nào các bạn có thể liên hệ cho mình sẽ có nhân viên hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng cũng như là cái chế độ bảo hành, tư vấn cho các bạn ra sao nhé các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây, mình đã dỡ sẵn cho mọi người cái áo khoác phiên bản mới nhất đây. Thì như mọi người có thể thấy là ở áo đổi bài phiên bản cũ hay áo đổi bài phiên bản mới thì nhìn bề ngoài của nó cũng đều rất là khó phát hiện ra, và nhìn nó y hệt như những chiếc áo bình thường, không khác gì những chiếc áo bình thường nhá. Chất liệu thì hoàn toàn là chất liệu cao cấp hết. Đó, bên ngoài của nó thì được làm bằng vải dù cao cấp này. Mọi người nhìn cái khóa của nó là mọi người có thể thấy được là cái độ cao cấp của nó như thế nào nhá. Đấy, thì bên ngoài hay là bên trong thì nó đều là cái chất liệu cao cấp hết. Nó giống hệt như những chiếc áo bình thường.
Đây mọi người nhìn, mọi người có thể phát hiện, mọi người có phát hiện ra đây là áo đổi bài không? Nếu như mình không nói thì mọi người không thể nào phát hiện được ra đây là áo đổi bài nhé. Nó đều là cái dòng sản phẩm cao cấp, và kể cả phiên bản cũ và phiên bản mới. Vậy ở phiên bản cũ và phiên bản mới nó khác nhau ở cái gì? Thì ở phiên bản cũ, áo đổi bài thì cái thiết bị đổi bài ấy, để đợi mình một tí để mình lấy cho mọi người. Áo đổi bài phiên bản cũ thì cái thiết bị đổi bài của nó sẽ được độ ở bụng như thế này. Đó, được độ ở bụng như này. Nhưng khi mà được độ ở bụng như thế thì nó cũng mang lại rất là nhiều hiệu quả cho mình. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn mang lại những cái bất tiện và những cái mà mình khó dùng, khó sử dụng và khó trao đổi. Bên mình đã nhìn nhận được ra cái bất tiện đấy và bên mình đã lên kế hoạch và sản xuất ra một cái áo đổi bài phiên bản mới. Đó là được độ ở ống tay áo. Cái máy đổi bài như thế này sẽ được độ ống tay áo như thế này. Đây. Đó, được độ ống tay áo. Và nó được độ rất là kỹ nhá. Mọi người nhìn này. Nó được độ rất là kỹ và rất là khó phát hiện. Được ngụy trang rất là kỹ càng. Đấy. Với cái áo đổi bài phiên bản mới như thế này thì cái việc trao đổi bài của mình nó lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mình chỉ việc để nguyên, mình có thể trao đổi bài ở bất kỳ vị trí nào chứ không cần thiết phải đưa xuống bụng như là ở phiên bản cũ nữa. Đó thì nó rất là nhanh và rất là tiện lợi là ở điểm như thế. Đó. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người thấy, chứ không thì mọi người sẽ nôn nóng đúng không ạ? Áo đổi bài này thì nó sẽ chạy bằng pin nhé mọi người. Mình sẽ lắp vào đây 4 cục pin như thế này. Và mỗi lần lắp 4 cục pin nó sẽ sử dụng được trong khoảng thời gian rất là lâu, chứ không phải là 1-2 lần đâu. Sử dụng rất là lâu nhé. Đây nó có một cái nút bấm để nhả con bài của mình ra. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người thấy nhé. Đây. Trên tay mình hiện tại đang cầm hai lá bài. Hai lá bài khác nhau, hai lá bài double Q, hai lá bài double K giúp mình nhé. Và cái cách thức hoạt động của áo đổi bài là như sau. Khi mà mình đưa con bài đầu tiên vào, đến miệng nó sẽ tự động hút và nút cái lá bài ấy lại. Trong những ván bài tiếp theo, nếu như mình muốn đổi cái con bài ở bên trong đây thì mình chỉ việc lấy một con bài khác và mình đưa vào như thế này. Nó sẽ tự động hút và nhả lá bài kia ra cho mình. Rất là nhanh nhá, thao tác rất là nhanh. Đấy, thao tác rất là nhanh, rất là nhạy. Đây là cái phiên bản mới nhất, mình xin nhắc lại đây là cái áo đổi bài phiên bản mới nhất. Thao tác của nó rất là nhanh, rất là nhạy. Và đặc biệt là tiếng kêu rất là bé, rất là bé, không thể nào mà nghe thấy được nhá. Đây. Đấy. Rất là bé, tiếng kêu bé cực kỳ luôn. Chưa. Và đổi bài cực kỳ nhanh nhá. Nhanh và nhạy chưa từng thấy luôn. Rất là nhanh, rất là nhạy. Nên là nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái cuộc chơi rất là nhiều. Đổi bài cực kỳ nhanh, nhạy, rất là êm tai. Và đặc biệt là tiếng kêu rất là bé, nên là những người ngồi xung quanh mình sẽ không thể nào mà nghe thấy được. Và cái áo đổi bài này nó có một cái ưu điểm, đó là khi mà mình mua áo đổi bài và mình sử dụng ấy, thì mình không việc gì phải tuồn cái ấn vào đây nó sẽ nhả ra bài này. Đó. Thì mình không việc gì phải tuồn những cái bộ bài của mình vào. Ví dụ như mình chơi máy đổi bài, máy đánh bài hay là chơi kính áp tròng xuyên thấu thì mình cần thiết bắt buộc mình phải tuồn một bài của mình vào trong. Nhưng mà đối với áo đổi bài thì mình không cần phải tuồn. Nó sẽ hỗ trợ đổi cho mình tất cả các loại bài, từ bài Tây sang bài ta, từ bài nước ngoài sang bài nước mình, từ bài size bé đến bài size to nhé. Đây, mình sẽ test thử bài Tây cho mọi người thấy nhé. Trên tay mình đang cầm hai lá bài Tây nhé. Và mình test thử cho mọi người thấy này. Cách thức hoạt động y hệt như bài nước mình thôi. Rất là êm, đó. Êm tay cực kỳ luôn, thích tay cực kỳ luôn nhé. Các bạn mua về thì các bạn nhớ là tập trong vòng 15-20 phút để cho quen tay đi thì sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Rất là êm luôn, trơn. Và cái tỷ lệ rắc bài và tỷ lệ nuốt bài là không có nhé. Tỷ lệ rắc bài và nuốt bài là không có, hoàn toàn không có nhé. Mọi người có thể thấy này, mình đổi rất là nhiều lần rồi và chưa bị rắc bài hay là chưa bị nuốt bài một lần nào nhé. Tiếng kêu cũng rất là bé.